Ok, giờ đã đến chủ nhật vàng rồi. Giờ Mr. Zin sẽ báo giá xe, tất cả giá xe tại cửa hàng. Nhớ phải xem đến cuối clip nha. Ông ấy sẽ có nhiều thiệt thòi lắm. Tại chương trình đợt này là rất là lớn. Ai cần tư vấn nhấn biểu tượng tròn là vào kênh Mr. Zin, có địa chỉ liên hệ Mr. Zin ngay về gặp nha. Đầu tiên là Super Cup được giảm 15 vít, chỉ còn 95 vít. Winner X được giảm 3,5 vít, chỉ từ 35,99 cho tới 41,99. Quay Alpha được giảm 1,5 vít, chỉ từ 18,599 cho tới 18,999. Quay Black được giảm 3,5 vít, chỉ từ 17,7 cho tới 20. Quay RS được giảm 1,5 vít, chỉ từ 21,999 cho tới 25,699. Future được giảm 1,5 vít, chỉ từ 32,899 cho tới 36,399. Vision được giảm 3,5 vít, chỉ từ rơi từ 31,399 cho tới 37,999. Ly được giảm 3,5 vít, chỉ từ 39,99 cho 42,499. AB160 được giảm 3,5 vít, chỉ từ 54,999 cho tới 56,599. AB125 được giảm 3,5 vít, chỉ từ 41,99 cho tới 42,99. Vario được giảm 3,5 vít, chỉ từ 54,990 cho tới 55,990. SHMore chỉ cần trả trước 25 cho tới 38 vít. SH125 chỉ cần trả trước 36 cho tới 44. SH160 chỉ cần trả trước 43 cho tới 57 là có thể góp với lãi suất 0%. Ok, tất cả các giá xe Mr. Tim báo đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng nha. Còn quà tặng thì sao? Thì tặng thứ nhất là một nón bảo hiểm nè, mở mưa một bình nhớt, hỗ trợ 100.000 tiền xăng. Ngoài ra được quay số trúng thưởng nếu may mắn lấy 2 triệu đồng về. Thì đó là cái chương trình chủ nhật vàng. Ngoài ra riêng quay Alpha, quay Black RD tặng thêm cái cạc điện thoại 500. Season tặng phiếu mua hàng trị giá là 1 vít. Winner X thì tặng một nón bảo hiểm ha, một nón bảo hiểm với lại một điện thoại Samsung Galaxy A04s nha. Còn mua trả góp thì tất cả các xe trong cửa hàng Mr. Tên đều có thể trả trước 0 đồng, là không cần trả trước đồng nào. Riêng Quay Alpha, Quay Black RSX, Vision, Winner X là có chương trình góp với lãi suất 0%. Còn SHMore, SH lớn thì lãi suất gần như bằng 0% đó. Tiếp theo đó là đặc biệt hơn là có thu xe cũ, đổi xe mới, chính chủ, không chính chủ thu hết, miễn có cà vẹt gốc nè. Rồi ngoài ra nữa là Mr. Tin sẽ hỗ trợ cho bà con, có nghĩa là khi bà con đến thì bà con phải chạy chiếc xe cũ mình ở đây, đúng chưa? Thì Mr. Tin sẽ tặng cho bà con một bình nhớ để thay cho xe cũ, xe nào cũng thay hết, riêng chủ nhật vàng tuần này để tri ân bà con. Vì vậy ai cần thì liên hệ ngay và gấp cho Mr. Tin liền và ngày nha. Ok, hẹn chủ nhật vàng tuần này nha.